Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Lời nói đầu tiên thì Sơn cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đang theo dõi video cũng như là đã ủng hộ kênh Thế Sơn trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì Sơn sẽ đáp ứng một số cái yêu cầu của anh em là quay chiếc Toyota Cross màu xám. Đây là cái màu cũng khá là mới và cái màu nhìn thực tế thì cũng khá là đẹp. Và một số anh em thì có điều kiện đã coi trực tiếp tại showroom, nhưng một số anh em ở xa cũng chưa có điều kiện tới trực tiếp showroom được. Thì hôm nay mình quay cái video này để anh em nào ở xa không có điều kiện tới xem thì mình có thể xem trực tiếp qua video, thấy cái màu thực tế nó như thế nào và mình có nên mua cái màu này hay không. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nha. Phía trước anh em đây là chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8G máy xăng. Đây là màu xám thực tế nha anh em. Màu này có ký hiệu mã màu là 1K3. Anh em nhớ rõ là mã màu là 1K3. Màu xám này nó không hẳn là màu xám lông chuột như chiếc Fortuner hay là chiếc Innova, mà nó đây là màu xám mà nó có ghi xanh ấy. Nhìn rất là mới mẻ và rất là đẹp. Đó. Mâm 18 bỏ Michelin. Đấy là về ngoại thất của xe nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất của chiếc xe này. Về chiếc Toyota Cross thì nó có hai màu nội thất để anh em có thể lựa chọn. Đó là nội thất màu đen và nội thất màu đỏ. Về ngoại thất thì nó có tới 7 màu để anh em lựa chọn. Và nội thất thì có hai màu. Và đây là chiếc Toyota Cross bản màu xám, nội thất màu đỏ. We'll be right back.
đây là hàng ghế phía sau nha anh em. Có thể nói là nội thất màu đỏ nó rất là thể thao. Về phía sau xe thì xe này trang bị camera lùi và 4 cảm biến. Hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc để hỗ trợ anh em khi lùi được an toàn hơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.